Đây là khu vực chợ bông sen. Những cái ngày bình thường á là đông đúc, không thể nào đi được luôn á quý vị. Còn bây giờ thì hơi vắng nha quý vị. Nhưng mà bà con thì cũng ra mua bán, cũng sinh hoạt là bình thường. Đi vô chợ phải xuất trình giấy đi chợ nha quý vị. Cảm nhận cuộc sống mến chào quý vị. Chúc quý vị một ngày mới an lành và hạnh phúc. Thì hôm nay Cảm nhận cuộc sống sẽ cùng với quý vị đi dạo một vòng của khu vực Lò Bún. Thì Cảm nhận cuộc sống đang đi trên đường này là đường Lai Văn Tẩn, bên hông của trường La Sang, trước mặt là đường Tôn Đức Thắng. Đây. Đó, bên tay phải Cảm nhận cuộc sống là trường La Sang nè quý vị. Thì Sóc Trăng là cũng đỡ hơn rồi. Sóc Trăng của mình đó thì áp dụng theo màu. Thì lúc trước á, là Sóc Trăng đang màu cam thì nguy cơ cao, bây giờ xuống màu vàng rồi thì cũng đỡ hơn rồi. Thì đường phố cũng đông đúc trở lại rồi, bà con thì cũng mua bán trở lại bình thường, nhưng mà không có tập trung quá 10 người. Thì bên tay phải Cảm nhận cuộc sống nè, đây là Ánh Quang Plaza, ngày xưa là Gặp Hòa An cũ. Thì trước mặt Cảm nhận cuộc sống đó là cầu quay. Thì hôm nay Cảm nhận cuộc sống sẽ đi đường Điện Biên Phủ. Đây, Cảm nhận cuộc sống sẽ quẹo phải. Thì đây là đường Điện Biên Phủ nè quý vị. Lúc mà Tết á, thì bà con bán hoa đâu đó, cặp dài dài cái bờ kè này nhiều lắm. Thì tới ngày khúc này nè quý vị, thì bên tay phải Cảm nhận cuộc sống ngày xưa á, có cái nhà máy Ích Dân. Bây giờ thì nhà máy bỏ rồi. Thì đường Điện Biên Phủ này á, mà nếu mà người địa phương á, thì bà con đường hay kêu là đường Lò Bún, hoặc là đường nhà máy Quách Sơn. Chút xíu nữa Cảm nhận cuộc sống sẽ đi ngang luôn nhà máy Quách Sơn cũ ngày xưa cho quý vị xem chơi cho vui. Thì trước mặt Cảm nhận cuộc sống đó, đó là cây cầu cao. Thì bây giờ Cảm nhận cuộc sống sẽ đi dưới dốc cầu cao luôn, đi qua bên kia luôn. Thì đường Điện Biên Phủ mà khúc dưới này nè quý vị. Đó, khúc này là ngày xưa là Lò Bún rất là nhiều nha. Bởi vì người ta mới kêu là đường Lò Bún. Thì ngày xưa người ta làm bún ở dưới mà mé sông đó quý vị. Ở đây thì có nhiều lò bún rất là lâu năm rồi. Lò Bún Đồng Hiệp, Lò Bún Lệ Châu, Lò Bún ngày xưa của ông Tiếu. Rồi bây giờ có Lò Bún Nghĩa. Đó, tới đây nè quý vị, là khu vực này là khu vực Lò Bún không luôn nè. Bên tay phải Cảm nhận cuộc sống nè, bây giờ dời lên trên bờ rồi, không còn làm mé sông nữa. Đó, nguyên khu vực này là bún không. Thì trước mặt Cảm nhận cuộc sống đó, đó là chợ bông sen. Để Cảm nhận cuộc sống sẽ dẫn xe đi bộ cho quý vị tham quan chơi.
Đây là khu vực chợ bông sen. Những cái ngày bình thường á là đông đúc, không thể nào đi được luôn á quý vị. Còn bây giờ thì hơi vắng nha quý vị. Nhưng mà bà con thì cũng ra mua bán, cũng sinh hoạt lại bình thường. Đi vô chợ phải xuất trình giấy đi chợ nha quý vị. Nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Khu này bình thường nhộn nhịp lắm quý vị ơi. Cảm giác cuộc sống chạy xe ngang chạy không được luôn á. Sau bao ngày giãn cách thì bây giờ bà con được ra mua bán lại bình thường thì cũng mừng là Sóc Trăng từ vùng cam xuống vùng màu vàng rồi. Thì bây giờ Tâm Niệm Cuộc Sống sẽ cùng quý vị đi tiếp xuống dưới tới khu vực của nhà máy Vách Sơn ngày xưa. Thì khu vực phía dưới này đó là bà con thường hay kêu là đường nhà máy Vách Sơn là dưới này nè. Còn có thể kêu bằng khu vực của xóm Chài nữa quý vị. Tại ngày xưa xóm Chài ở dưới khu vực này. Thì tới bên đây nè quý vị, bên tay phải với cảm nhận cuộc sống này là khu vực của nhà máy Vách Sơn nè. Đây bên tay phải nè đó, Cảm Nhận Cuộc Sống cũng có làm một cái video về khu vực nhà máy Vách Sơn rồi nè, bên tay phải nè đó. Bây giờ là xây nguyên cái khu dân cư luôn. Thì đường này là đường Điện Biên Phủ nha quý vị. Quý vị chạy thẳng hoài luôn sẽ ra ngay chỗ quốc lộ 1 á, hay chỗ khúc cầu Chà Men á. Thì hôm nay Cảm Nhận Cuộc Sống đi tập thể dục buổi sáng, lúc này là 6 giờ sáng. Tại vì Sóc Trăng xuống vùng màu vàng nên không có hạn chế người ra đường đó. Không có như là cấm ra đường nên sẵn dịp Cảm Nhận Cuộc Sống đi tập thể dục buổi sáng luôn. Rồi quay video lại cho quý vị xem chơi cho vui. Tới ngay chỗ này dằn quá luôn. Chỗ này chưa làm xong. Đường đang tốt, có khúc này là bị dằn quá. Thì Cảm Nhận Cuộc Sống cũng có làm một cái video về đường Điện Biên Phủ này rồi. Hôm nay sẵn dịp đi tập thể dục rồi quay lại luôn. Thì xuống phía dưới một chút xíu đó quý vị là tới khu vực của chùa Tịnh Xá Ngọc Hưng với lại chùa Long Hưng. Đường này ngày xưa là dằn lắm quý vị ơi, ít có ai đi đường này lắm, chắn lắm. Nhưng mà quý vị nhìn thấy không, sau bao nhiêu năm thì bây giờ đường phố đã xây lại rất là đẹp, làm bờ kè dài dài, dài luôn. Thì bà con cuộc sống cũng sung túc hơn, khang trang hơn. Đây này quý vị, bên tay phải Cảm Nhận Cuộc Sống nè là chùa Long Hưng và Tịnh Xá Ngọc Hưng, hai chùa kế bên. Sau 2 tháng giãn cách ở nhà thì bây giờ được đi ra ngoài đường, cảm giác được rất là vui, nó không có bị tù túng nữa. Thì bây giờ Cảm Nhận Cuộc Sống cố gắng buổi sáng đi tập thể dục, thì đi đường nào đẹp đẹp thì quay lại cho quý vị xem chơi cho vui vậy đó.
để biết Sóc Trăng bây giờ mở rộng như thế nào. Có những quý vị có thể là xa quê hương 30-40 năm rồi thì đâu có thể nào mà hình dung ra được những con đường ngày xưa tới bây giờ làm tốt như vậy. Đó, phía trước mặt Kênh Người Cô Sống kìa quý vị, nhìn thấy không? Đó là cây cầu Kinh Sáng. Đó, xa xa đó quý vị, có người chạy trên cầu đó. Thì Kênh Người Cô Sống sẽ đi dọc theo bên hông cầu để sắp nhập vô cái đường quốc lộ 1. Sẽ đi xuống ngay chỗ khu vực cầu Chà Men. Đó, đây là cái cầu Kinh Sáng đó, khu vực cầu Kinh Sáng. Cảm nhận cuộc sống nhớ ngày xưa chỉ cần nói cầu Kinh Sáng là chạy lên liền à, hoặc là nói cầu Đen đi Bố Thảo á là chạy vô liền. Không cần nói đường nào đâu, chỉ nói khu vực là biết liền. Wow, có một chú chó đi tới đi lui giữa đường luôn, lưng tưng lưng tưng. Wow, chú chó đã bị thương cái chân. Đây đây, trước mặt Kênh Người Cô Sống là ngay chỗ đó là cầu Chà Men nè quý vị. Đó, trước mặt Kênh Người Cô Sống bắt đầu tới khu vực cầu Chà Men. Đó, xa xa đó quý vị nhìn thấy không, có một cái bùng binh đó, có vòng xoay đó, đó là ngã ba Chà Men đó quý vị. Bà con thường hay kêu ngã ba Chà Men là ngay khu vực này. Đó, ngay cái vòng xoay ngã ba Chà Men nè. Rồi bây giờ Kênh Người Cô Sống sẽ quẹo vô đường Hùng Vương. Đó, Kênh Người Cô Sống đi buổi sáng mới có 6 giờ 10 à, thì mặt trời còn chưa có lên cao nữa. Đường Hùng Vương buổi sáng thật đẹp. Con đường này là Kênh Người Cô Sống thường đi quay video nè. Quý vị nào mà xem kênh của Kênh Người Cô Sống rồi là chắc biết hết Sóc Trăng rồi, quay mấy con đường này liên tục. Bây giờ thì bà con ở Sóc Trăng thì mở cửa mua bán lại bình thường hết rồi, nên muốn mua đồ ăn gì cũng đỡ. Chỉ có một cái là đi vô chợ thì khó đi thôi, phải xuất trình giấy đi chợ, còn đi ra ngoài đường thì thấy bình thường. Giờ này thì còn sáng quá, còn mới có 6 giờ 6 giờ mấy à, nên bà con cũng chưa có đi ra đường đông. Ngày hôm qua là đã xuống như là ngày hôm qua là bà con đã đi ra ngoài đường đông lắm rồi quý vị. Rồi vậy là Kênh Người Cô Sống đã cùng với quý vị đi dạo một vòng, đi tập thể dục buổi sáng, đi dạo khu vực của Lò Bún, xuống tới ngã ba Chà Men. Thì bây giờ Kênh Người Cô Sống xin ngừng video tại đây nha. Cảm ơn quý vị đã xem video này. Nếu thấy hay thì nhớ like, share, chúc Kênh Người Cô Sống nha. Hẹn gặp lại quý vị video sau. Bây giờ Kênh Người Cô Sống sẽ đi mua đồ ăn sáng nè. Bye bye.